Trái đất này tương lai sẽ có Đức Phật Di Lặc đản sanh. Có phải sau khi Đức Phật Di Lặc tịch diệt thì giáo pháp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không có các kỳ cái tập tam tạng, chánh pháp không được lưu truyền đúng không? Và sau khi Đức Phật Di Lặc viên tịch rồi thì trái đất này bùng cháy đúng hay không? Một kiếp được tính bằng sự trải qua 4 giai đoạn thành trụ hoại không của trái đất đúng hay không? Đầu tiên là sư cần phải đính chính một số cái thông tin mà sư nghĩ là cái người hỏi bị hiểu lầm. Thứ nhất là Đức Phật Di Lặc chỉ đản sanh khi nào? Khi mà chánh pháp của Đức Phật Thích Ca của mình biến mất hoàn toàn, có nghĩa là không còn ai biết đến Phật Pháp Tăng là gì nữa, không còn ai biết được chánh pháp là gì nữa, không còn bất kỳ một sự ghi chép, không còn bất kỳ một cái tàn tích nào chứng tỏ là Tam Bảo từng có mặt ở thế gian này, không còn bất kỳ một cái tàn tích nào hết, có nghĩa là khai quật khảo cổ này là không còn luôn, không, mất sạch mất tích hoàn toàn, không còn gì nữa. Rồi thì chúng sanh trải qua một thời gian rất là dài đấy, rồi sau đó đó khi mà chúng sanh chìm ở trong cái vô minh như vậy đó, khi đó thì vào cái lúc đó đủ duyên thì Bồ Tát Di Lặc mới xuất hiện, và sau đó ngài thành chánh đẳng chánh giác, khi đó chánh pháp mới lại xuất hiện ở thế gian nha, chứ không phải là thời nay mà quý vị nghe ở đâu đó là đồn là Phật Di Lặc xuất hiện thì đó là người ta nói dốc nha. Đấy. Rồi một vấn đề nữa là khi mà giáo pháp của Đức Phật Di Lặc á biến mất á, hoàn toàn á, tức là không còn một cái tàn tích gì nữa. Đấy. Thì sau đó một cái khoảng thời gian rất là lâu sau đó, rất là lâu sau đó thì đương nhiên chúng sanh vẫn trôi lăn theo nghiệp, nhưng mà rất thời gian rất là lâu sau đó trái đất này mới bị hủy hoại, thì đương nhiên là nó hết tuổi thọ đó thì nó sẽ bị hủy hoại. Còn cái cách mà quý vị nói như vậy nó không có ổn. Sư lấy ví dụ như là đưa rồi cái ví dụ nào để cho nó gì dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ á, vì nói là ngày hôm nay là tôi đi lên, ngày hôm nay tôi đi lên cái chiếc xe buýt số 24 và biển số là ABC XYZ gì đó. Thì khi mà tôi lên chiếc xe buýt này đó thì có người hỏi là có phải là sau khi mà anh rời khỏi chiếc xe buýt này thì cái chiếc xe buýt này nó sẽ bị biến mất hoàn toàn, có nghĩa là nó sẽ hư hỏng, nó không còn chạy được nữa, và người ta sẽ đem nó vào nhà kho, người ta không sửa được nữa, rồi người ta sẽ phá vỡ đem bán phế liệu nó hay không? Thì quý vị trả lời như thế nào? Nói đúng là tôi có từng lên chiếc xe buýt, cái chiếc đó đúng là tôi có lên, nhưng mà tính từ cái lúc mà tôi đi xuống cái xe buýt đó đó cho đến lúc mà cái xe đó nó hết hạn, nó không còn chạy được nữa, người ta phải rã, người ta bán phế liệu, nó là một khoảng thời gian rất là lâu sau đó. Mà cái thời gian tôi ngồi ở trên chiếc xe đó nó là một cái khoảng thời gian rất là ngắn so với cái tuổi đời của cả một cái xe đấy, và bản thân cái chuyện mà tôi đi lên hay đi xuống nó không phải là nguyên nhân khiến cho cái xe nó bị hư hỏng, mà do cái xe nó đến thời kỳ thì nó hư hỏng thôi. Và cái chuyện tôi lên chiếc xe đó thì nó đủ duyên thì tôi lên, và tôi lên chỉ chừng vài tiếng đồng hồ rồi tôi xuống. Chuyện của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc cũng như vậy, đủ duyên thì ngài xuất hiện ở trái đất này, và khi hết duyên rồi thì ngài đi. Cái sự xuất hiện và sự tồn tại của chánh pháp của hai vị Phật ở cái quả địa cầu này nó rất là ngắn ngủi thôi, và nó không phải là cái nguyên nhân để mà đưa đến cái chuyện trái đất nó bị hủy diệt. Còn một đại kiếp thì đúng là được tính bằng 4 giai đoạn thành trụ hoại không.